Có nhiều ý kiến cho rằng thời thế đã thay đổi, do đó những bộ truyện của Kim Dung đã không còn hợp thời và sẽ bị thay thế bằng mấy bản tiên hiệp kiểu như Chu Tiên, Hoa Tiên Cốt hay Tam Sinh Tam Thế. Nhưng với tư cách một độc giả nghiền kiếm hiệp, tôi xin khẳng định rằng không ai có thể thay thế được những Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ hay Lệnh Hồ Sung trong lòng chúng ta, và rằng Kim Lão Gia sẽ mãi là một tượng đài không bao giờ có thể đánh đổ được. Các tiểu thuyết của ông được cho là những gì tinh túy nhất, hoàn hảo nhất và đỉnh cao nhất trong thể loại kiếm hiệp. Các fanpage Kim Dung ngập tràn trên Facebook. Những bộ phim chuyển thể từ nguyên tác Kim Dung luôn có lượng người xem cao ngất ngưỡng trên YouTube. Và tôi Đình Phong cũng đang làm một loạt video xoay quanh các tiểu thuyết của ông. Chuyện của Kim Lão Gia đọc một lần chưa thấy hay, đọc hai lần thấy tạm tạm, đọc đến lần thứ ba thấy tại sao nó lại tuyệt vời đến như thế. Từng câu từng chữ trong tác phẩm cứ như hòa quyện vào dòng máu của những độc giả yêu thích kiếm hiệp. Cũng như mọi chủ đề trước, hôm nay tôi muốn đề cập với tất cả mọi người top 12 bảo vật bá đạo nhất trong các tiểu thuyết của Kim Lão Gia. Xin mạn phép bỏ qua những thần binh uy mãnh ở các bảng xếp hạng sau. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao là diệu dược của phái Kim Cương ở Tây Vực. Trong thiên hạ này, bất cứ cao thủ nào bị Kim Cương chỉ lực đả thương thì cách duy nhất là dùng nó mới có thể hồi phục lại được. Trương Vô Kỵ nhờ chân truyền y bát từ Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu mà biết rõ nguyên nhân, từ đó qua mấy lần bị lừa tình mới kiếm được loại cao quý này để chữa trị cho Du Đại Nham cùng Ân Lục Thúc. Túi Càn Khôn Nhất Khí là một bảo vật có 102 của thuyết Bất Đắc. Nó được làm từ chất liệu khó có thể bị phá vỡ. Kim Dung đã miêu tả rằng khi Trương Vô Kỵ nằm trong chiếc túi vải căng phồng kia, có khác nào có hàng chục cao thủ cùng nhau ra sức xoa bóp tất cả các đại huyệt trong cơ thể. Còn bên trong chân khí cuồn cuộn, mấy chục huyền quan trên kinh mạch đều được khai thông, tưởng chừng như có một dòng thủy ngân chảy tới từng nơi, khoan khoái vô cùng. Sau khi Càn Khôn Nhất Khí bị cửu dương chân khí trong người Vô Kỵ làm căng phồng lên, đã thế lại chịu trường lực cương mãnh của viên chân bên ngoài, hai lực cùng tới, không đợi đã tan như bươm bướm. Trong khoảnh khắc này, Trương Vô Kỵ luyện cửu dương thần công đã đại công cáo thành, thủy hỏa tương tế, long hổ giao hội, nội lực ra rào như sóng xô bờ, liên miên bất tuyệt, tưởng chừng như không bao giờ hết. Thần Mộc Vương Đỉnh là một bảo vật làm bằng gỗ, giúp Đinh Xuân Thu tu luyện môn công phu Hóa Công Đại Pháp, một phiên bản lỗi của Bắc Minh Thần Công. Về cơ bản đây là tuyệt kỹ giúp xóa bỏ nội lực của đối phương bằng cách hút chất độc từ các loài có độc vào cơ thể, sau đó đánh vào đối thủ. Và dĩ nhiên rằng muốn tìm được những loài có độc nhanh và chất lượng thì cần phải sử dụng Thần Mộc Vương Đỉnh. Mùi hương của nó khiến các loài độc trùng bị thu hút mà lần lượt kéo tới. Vì thế mà khi bị A Tử trộm mất bảo vật quý giá này, mà Đinh Xuân Thu đã phải lặn lội từ Tinh Tú Hải trở về Trung Nguyên để giành lại nó. Chu Tinh Băng Thiềm là một loài vật rất quý xuất hiện trong bộ truyện Bích Huyết Kiếm. Nó có xuất xứ trên núi tuyết ở miền Tây Vực. Băng Thiềm có thân hình trong suốt và hai mắt màu đỏ như hai giọt máu, trông rất đáng yêu. Bất cứ người nào bị thương nặng đến đâu, dù là nội thương, trúng độc hoặc đao kiếm làm tổn hại mà chưa chết hẳn thì chỉ cần cho người đó uống loài vật này thì sẽ khỏi ngay tức thì. Linh đơn diệu dược cũng không thể thần hiệu bằng. Hiển nhiên rằng nó sinh ra là để khắc tinh với mọi loại chất độc. Còn nhớ khi Hà Thiết Thủ bị chính thuộc hạ của mình thả kim xà ra cắn mà hôn mê bất tỉnh, cầm chắc cái chết. Tuy nhiên, vì nhờ nghiền băng thiềm ra uống mà một thời gian ngắn sau đã đỡ hẳn, quả thật là linh nghiệm. Kim Ti Nhuyễn Giáp là một bảo vật của Càn Long. Lão từ lúc phản bội lời thề, lúc nào cũng lo sợ Hồng Hoa Hội đến trả thù. Khoảng 20 năm trước, Ung Chính nửa đêm bị thích khách đột nhập vào cung cấm và đâm chết. Thảm trạng đó Càn Long chắc suốt đời cũng chẳng thể nào quên. Vì thế mà lúc nào lão cũng mặc thêm Kim Ti Nhuyễn Giáp bên trong mấy lớp y phục. Còn nhớ khi Trần Chính Đức tấn công Càn Long, ông biết bản thân mình chẳng thể qua khỏi, nên dùng hết sức bình sinh vào nhát kiếm tối hậu này. Kình lực không gì ngăn nổi, tay trái của Mã Kiếm Hiệp giơ lên ngăn cản cũng bị chẻ làm đôi, xuyên qua cả ngực gã tới hơn nửa thước. Ấy thế mà Càn Long nhờ Kim Ti Nhuyễn Giáp trên mình
mà chẳng hề hấn gì. Quả thật là một vật báu hiếm có trong nhân gian. Bảo giáp này không có tên, xuất hiện trong bộ truyện Lộc Đỉnh Ký. Còn nhớ khi Vi Tiểu Bảo cắn trộm và hạ gục được Ngao Bái, Khang Hy đã cho phép gã tiếp quản phủ đệ của dũng sĩ số 1 Mạn Thanh. Trong quá trình tịch thu tài sản để sung công, Vi Tiểu Bảo đã tìm thấy một tấm áo đen xì, hình thù rất cổ quái, đến bảo đao chặt cũng không đứt. Sách Cạch Đồ đoán rằng đây là một bảo vật, liền bảo gã mặc lên mình. Đêm hôm Vi Tiểu Bảo bị Hải Đại Phú phát hiện mình cắn trộm, lão liền giáng cho gã một trưởng như bài sơn đảo hải với 10 thành công lực. Hải Đại Phú nghĩ rằng Vi Tiểu Bảo sẽ chết mất xác, ai dè lần mò mãi không thấy. Tiếp đó đến Mao Tích Tích, tức giả Thái Hậu cũng tặng thanh niên họ Vi mấy phát hóa cốt miên trưởng nhưng gã cũng chẳng hề hấn gì. Về sau, Tang Kết và mấy vị tim thần Long Giáo đều nghĩ rằng Vi Tiểu Bảo đã luyện thành kim cương bất hoại thần công, khiến đao thương bất nhập, một thanh chủy thủ chém sát hơn chém bùn, một bảo giáp chống mọi sát thương, một thần hành bách biến nhanh như gió. Phải chăng Kim lão gia đã trang bị mọi thứ nhằm phục vụ cho mục đích chuyên cắn trộm của người thanh niên có sinh lý khủng khiếp nhất tiểu thuyết Kim Dung này? Ô Tầm Giáp là một bảo vật xuất hiện trong bộ truyện Liên Thành Quyết. Nó được Kim Dung mô tả là một chiếc áo màu đen nhánh, được làm bằng thứ tơ tằm đen trên đại tuyết sơn. Ô Tầm Giáp cực kỳ mạnh mẽ, bất cứ ngoại lực gì cũng không thể phá vỡ được. Ngay cả thần chiếu kinh vô địch thiên hạ từng chụp vào ai là người đó chết, nhưng cũng không thể làm tổn hại những ai may mắn được mặc chiếc áo giáp này trên người. Địch Vân cũng nhờ nó mà mấy lần tai qua nạn khỏi, thoát được những đòn hung hiểm của hai thanh niên nghiện cắn trộm là Thích Trường Phát và Hoa Thiết Cán. Nguyễn Vị Giáp là một bảo vật xuất hiện lần đầu tiên trong bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu. Kim lão gia miêu tả nó là một chiếc áo màu đen nhánh, trên áo có đầy gai nhọn như lông nhím, rất bền chắc, đao thương trưởng lực đều khó có thể làm hư hỏng. Nguyễn Vị Giáp được Hoàng lão tà trao cho Hoàng Dung, nhờ nó mà nàng nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Dương Khang do ám hại Hoàng Dung cũng bị tử nạn vì máu độc dính trên Nguyễn Vị Giáp. Cầu Thiên Nhẫn có số may hơn nên không phải chịu cảnh ngộ tương tự. Tuy nhiên lão cũng phải tê tay vì số gai nhọn mọc tua tủa trên áo. Tuyệt kỹ Thiết Trưởng kinh lực không phải dạng vừa, nếu không nhờ bảo giáp hộ thân, Hoàng Dung chắc chắn đã bị lão ta đánh chết rồi. Sang đến bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, bảo vật này được chuyển giao cho Quách Phù, con gái lớn của Hoàng Dung. Chồng của Quách Phù là Gia Luật Tề, khi lên võ đài tranh ngôi bang chủ cái bang cũng được mặc chiếc áo giáp này. Sau khi Thành Tương Dương thất thủ, không ai còn rõ tung tích của Nguyễn Vị Giáp nữa. Ô Kim Giáp là bảo vật vô cùng bá đạo trong bộ truyện Bích Huyết Kiếm. Nó là hàng hiếm được sở hữu bởi Mộc Tang đạo nhân. Còn nhớ trong lần lên núi Hoa Sơn, ông đã tặng nó cho Thừa Chí. Ô Kim Giáp được miêu tả là một chiếc áo màu đen thui thủi và vô cùng nặng. Nó được làm từ sợi bạch kim lẫn tóc của loài vượn lông vàng. Bất cứ khí giới nào, dù có sắc bén đến đâu cũng không thể đâm thủng được. Mộc Tang đạo nhân đã từng phải dùng đến máu của mình mới có thể đoạt được về. Cuối truyện, Thừa Chí và Ngọc Chân Tử đại chiến ngay tại đỉnh Hoa Sơn. Lão ỷ thế có võ công cao cường, từng chém trúng một kiếm vào anh. Tuy nhiên, Thừa Chí chẳng những không bị thương mà thanh kiếm của Ngọc Chân Tử còn bật ra, khiến lão kinh hoàng không để đâu cho hết. Cứ tưởng đối thủ đã luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập, từ đó mất hết tinh thần và để mặc cho Thừa Chí làm gọi. Mãng Cổ Chu Cáp được mệnh danh là Vạn Độc Chi Vương, tức vua của mọi loại độc. Nó thực chất là một con nhái nhỏ xíu, dài chừng 2 tấc, toàn thân màu đỏ như máu, đôi mắt lấp lánh kim quang. Mỗi khi Chu Cáp há mồm, làn da mỏng bên dưới cổ lại rung động, một tiếng oanh oang như bò giống nổi lên. Còn nhớ khi nó đuổi giết con rết và cả hai đã vô tình chui vào bụng của Đoàn Dự, khiến anh tự nhiên được sơi món lẩu thập cẩm miễn phí. Từ đó trở về sau Đoàn Dự bách độc bách xâm, thoát khỏi tác dụng của Âm Dương Hòa Hợp Tán và Bi Tô Thanh Phong. Băng Tầm Ngàn Năm là một loài vật siêu hiếm và cực kỳ quý trong thiên hạ. Nó được một nhà sư Thiếu Lâm Tự tên Tuệ Tịnh nuôi nấng. Kim Dung mô tả độ bá đạo của con tầm này như sau:
Ngay lúc đó, bỗng có một trận gió lạnh thổi qua. Từ phía tây bắc có một đường lửa cháy thẳng tới. Chỉ trong giây lát đã tới ngay trước mặt. Đốm sáng đó chạy tới nơi, nhìn rõ hơn thì ra không phải là một vệt lửa, mà là trong đám cỏ có một con gì đó chạy tới. Cỏ xanh gặp phải lập tức xém vàng, đồng thời hàn khí càng lúc càng nhiều. Thì ra đó là một con tằm. Nó trắng tinh như ngọc, hơi ẩn sắc xanh, so với tằm thường phải to gấp đôi, lại dài như một con giun. Băng tằm ngàn năm tuy nhỏ bé, thế nhưng bò nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt đã xa đến mấy trượng. Dù Thản Chi cùng A Tử dù cố gắng đuổi hết sức, nhưng cũng chẳng theo kịp. Về sau nhờ dấu vết của nó, Du Thản Chi bắt được băng tằm, vô tình kết hợp với dịch cân kinh, khiến nội lực có âm có dương, thủy hỏa bồi đắp, uy lực mạnh mẽ không sao kể xiết. Dương Hàn Ngọc là một bảo vật xuất hiện trong cổ mộ phái. Theo lời kể của Tiểu Long Nữ, thì nó được chế tạo từ một loại hàn ngọc cổ, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện nội công. Lúc đầu nàng nghĩ rằng đá hàn ngọc là do Lâm Kiều Anh kiếm về, nhưng khi Dương Quá đọc bức thư Vương Trùng Dương gửi cho người thương mới sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra ông đã phải tốn mất 7 năm tâm huyết đến miền đất băng giá ở cực bắc, đào sâu qua lớp băng dày mấy trăm trượng mới lấy lên được thứ hàn ngọc này để giúp trị thương cho người đẹp. Về sau, Lâm Triều Anh đã chế tạo thành chiếc giường vô cùng quý giá. Bản thân nó là một vật chí âm chí hàn trong thiên hạ. Người tu đạo nằm ngồi trên đó sẽ tâm hỏa tự thanh, do vậy lúc luyện công có thể tha hồ tinh tiến dũng mãnh. Dương Quá chỉ nằm một đêm mà đã cảm thấy nội lực của mình có chút tiến bộ. Đặc biệt, trong chính bức thư Vương Trùng Dương có viết, ngoài việc tu luyện nội lực, Dương Hàn Ngọc còn có tác dụng trị được các bệnh trầm kha vô phương cứu chữa. Rõ ràng rằng đây đúng là một trong số những vật phẩm quý giá nhất trên thế gian cho người luyện võ. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay xin hãy like và follow tôi để được xem nhiều video hay và chất lượng nhất. Xin chào.